set bộ mặc trong mùa thu và kể cả mùa đông luôn đều mặc được, bởi vì chất liệu của nó thiên hướng hơi len len một chút ý, nên là mọi người mặc sẽ cảm thấy rất là ấm áp. Ngoài ra thì dáng của nó rất là thể thao, đây rất rất thể thao luôn cả nhà nhá. Ví dụ như là cái phần áo nhá, thì nó sẽ phối giữa hai màu sắc, đó là màu đen và màu đỏ. Đấy, mọi người thấy rõ không? Phần rìa tay nó cũng sẽ có một chút họa tiết này. Dáng của nó là dáng tay dài nhá, nhưng mà Phương thì Phương khi mà mặc Phương luôn luôn kéo lên một chút nhìn cho khỏe. Quần thì sẽ có túi như này, và dáng quần là dáng Alibaba này, và phần rìa quần thì nó có họa tiết cùng với cả áo luôn, mọi người thấy á. Đó, nhìn ngang rất là đẹp. Ở phía dưới thì quần là dáng bo gấu ấy, và nó là len như này, có dáng 4 chiều. Đằng sau này Phương rất là thích những cái áo thể thao ấy, mà nó chia họa tiết theo kiểu hình tam giác như này, thì cái phần đằng trước ấy nó rất là gọn. Xe này thì có 3 size SML. Và chất liệu của nó là chất liệu len có giãn 4 chiều, nên là hoàn toàn những ai mà bình thường mặc M thì vẫn có thể mặc S được. Nhưng Phương đang mặc S là đang bị hơi rộng ấy, mọi người hiểu không? Và set này cũng rất là tôn giá. Bây giờ là mình phải hướng đến dù mặc đồ thể thao, đồ nhà cũng phải tôn giá, vẫn phải xinh. Set này thì mọi người không nên phối quá nhiều những gọi là phụ kiện bị nhiều chi tiết quá, nó sẽ không phù hợp. Mọi người chỉ cần phối với một đôi giày thể thao trắng này, tức là mình sẽ có những cái điểm nhấn màu sắc khác đi, như màu trắng này, xong rồi xách một cái ba lô cũng màu trắng chẳng hạn, thì nó sẽ hợp nhau. Hoặc đeo một cái dạng mini vest ấy, kiểu đeo chéo này cũng xinh.